Các mô hình nướng lẩu tại bàn luôn được ưa chuộng trong các loại hình kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Đây là mô hình thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong ngành ăn uống và rất nhiều quán kinh doanh thành công. Mô hình nướng lẩu tại bàn là mô hình kinh doanh rất tối ưu về nhân sự bếp và nhân sự phục vụ. Tốc độ bán hàng nhanh, giảm thiểu chi phí nhân công và cơ hội kinh doanh thành công là rất cao. Nhằm đem đến những hiệu quả đầu tư cho học viên, thầy Y đã nghiên cứu thành công các giải pháp đưa hệ thống bếp các mô hình quán nướng, lẩu theo mô hình bếp trung tâm được tổ chức theo hướng công nghiệp. Thầy đã triển khai giảng dạy cho nhiều học viên đưa ra những giải pháp sản xuất các loại sốt nướng, sốt chấm, sốt lẩu, sơ chế và đóng hộp các loại thịt, hải sản, rau củ hoàn toàn theo hướng công nghiệp, có thể sản xuất với số lượng lớn, giúp giảm giá thành và nhân công rất đáng kể. Anh Minh Hiếu hiện đang sống tại Quảng Bình. Anh nhận thấy cơ hội kinh doanh mô hình nướng lẩu là rất tiềm năng tại quê nhà và anh đã tìm đến thầy Y để thọ giáo những giải pháp tổ chức bếp theo hướng công nghiệp, đặc biệt là mô hình kinh doanh nướng lẩu tại bàn. Chào mọi người, mình tên là Hiếu, mình đến từ Quảng Bình. Mình qua tìm hiểu thì mình được biết đến thầy Y và để tìm hiểu món lẩu nướng. Rồi một ngày giữa tháng 7 2023 thì bạn Minh Hiếu từ Quảng Bình đã tìm đến thầy học cái nghề mô hình nướng lẩu tại bàn. Đây là những mô hình phải nói là tối ưu về bếp, nó giảm cái nhân sự về bếp rất là nhiều. Và người chủ có thể học cái sốt để đưa ra đồ nướng cũng như là cái sốt để làm lẩu. Đó, và không cần đầu bếp. Đó, và cái tốc độ bán kinh doanh rất là nhanh và có thể đạt quy mô lớn. Thì hôm nay thầy hướng dẫn về từ cái khâu là sơ chế những cái loại thịt hải sản để đưa trong món nướng và lẩu. Anh đã được thầy Y truyền dạy các bí quyết sản xuất những loại sốt ngon và đẳng cấp để ứng dụng cho các món nướng. Các loại nguyên liệu để chế biến những món nướng được thầy Y hướng dẫn cách chọn lọc, sơ chế, xiên que và đóng hộp bảo quản. Các loại nước chấm, sốt nướng được định lượng chính xác theo các công thức chuẩn, được làm sẵn, dự trữ để sử dụng cho nhiều ngày. Các loại sốt nướng ngon như sốt nướng muối ớt, sốt nướng Âu, sốt nướng Tây Bắc, sốt nướng lạc cảnh khi kết hợp với các loại thịt nướng sẽ rất ngon và độc đáo. Các loại sốt chấm ngon như muối ớt xanh, muối tiêu chanh, sốt chấm Âu, sốt chấm Trung Hoa, sốt chấm Tây Bắc sẽ giúp tạo nên hương vị đặc sắc và đa dạng hơn. Mục đích của mình là về kinh doanh và sau khi được tìm hiểu, mình đã học được rất nhiều từ thầy. Có các thầy dạy thì mình cảm thấy rất hiểu và nắm được rất nhiều điều bổ ích và cảm thấy món ăn rất thích hợp với mình. Qua đây mình cũng cảm ơn thầy đã dạy chỉ bảo rất là nhiệt tình, rất là ân cần. Và cảm ơn đội ngũ của Netway đã tạo điều kiện tốt để mình được học hỏi nhiều hơn. Xin cảm ơn ạ. Rồi các loại lẩu cũng vậy, thầy hướng dẫn cái cách hầm xương để tạo ra nước lẩu cũng như là ướp hương nêm gia vị để tạo ra những cái lẩu Thái đặc trưng của người Thái, rồi cũng như là cái lẩu kim chi đặc trưng của người Hàn, cũng như là lẩu nấm đặc trưng của người Hoa. Đó, thầy hướng dẫn ba loại lẩu ngon đó, rồi cái cách bảo quản, rồi nước lẩu có thể nấu nước cốt và làm công nghiệp. Lẩu Thái là một món lẩu ngon và hấp dẫn, có thể kết hợp với nhiều loại thịt khác nhau như tôm, cá, mực, bò, heo cùng các loại rau củ ăn kèm. Lẩu nấm là một món lẩu nổi tiếng của Trung Hoa, có hương vị thơm ngon đặc biệt. Lẩu kim chi, một loại lẩu ngon và đẳng cấp theo hương vị Hàn Quốc, được giới trẻ rất yêu thích. Thầy Y đã hướng dẫn anh cách chọn lựa các nguyên liệu tươi ngon để sử dụng cho các món lẩu, cách sơ chế, đóng gói, bảo quản để sử dụng cho nhiều ngày. Cách hầm nước dùng trong, định lượng gia vị, hương liệu để tạo ra những nồi lẩu thơm ngon và đẳng cấp. Những bí quyết chế biến của thầy Y rất đơn giản, chế biến theo hướng công nghiệp sẽ giúp cho anh dễ dàng tiếp thu
có thể kiểm soát hoàn toàn chất lượng món ăn, giúp giảm giá thành, giảm nhân sự bếp rất đáng kể và đặc biệt là giảm thiểu rủi ro từ con người. Tất cả những cái quy trình thầy hướng dẫn theo hướng công nghiệp, thầy hướng dẫn từ quy trình từ sản xuất đến bán hàng. Với hình nướng lẩu thì khi bán hàng rất nhanh, nó không lệ thuộc vào cái đầu bếp. Và nhờ vậy thì cái giảm được cái nhiều chi phí về nhân công cũng như nguyên liệu. Điều đó rất quan trọng với kinh doanh. Giờ đây, anh Hiếu đã tự tin để tổ chức lại hệ thống bếp của nhà hàng mình, tự tay sản xuất, chế biến các loại sốt nướng, sốt chấm và lẩu ngon để triển khai kinh doanh tại Quảng Bình. Chúng tôi chúc anh gặt hái nhiều thành công.